Để mở hàng ngày chương trình ăn nhậu buổi tối hôm nay. Bữa nay ông tổ cũng còn về. Thành ra thôi Chí Hải mở màn với bài hát Thăng Long Điểm Hẹn sáng tác của Quang Thanh Dân. Thành phần mà dàn đàn y như cũ. Không khen lên gì khác. Ngoài sáu ạ. Tới luôn. Hai người thức ăn luôn. Nhớ chuyện quê trong
tôm thần của dân ai. Mấy ngàn năm mặn ngọt đắng cay, ân tình ấy cỡ sao bao đời gặp tới đây. Lâu lâu Luân nó ghé chơi nè em ơi, nhà của anh à, có con ấy nó hỏi thăm mày. Nó có ông Luân đâu đó vậy trời. Ai à? Ai con nào hỏi thăm này. ai hỏi hả? Mà nói sẽ chết đó. Thôi lên không có nhiều, lên không có nhiều ha. Thúy Hằng à, biết Thúy Hằng không? Thúy Hằng hồi xưa đó, hai hồi xưa nó hát cho Bình Phong đó. Em nhìn cái mặt đó là em nhớ liền. Có lâu lắm rồi, 4-5 năm rồi mới ghé chơi.